Đây nôi đây chỗ này cho nó mát đi xem nào. Cắm đầu vào chỗ kia cho nó mát. Đấy thôi ở nôi thằng nôi thế rồi, cứ nôi ra ngoài đấy rồi. Ô thế đây là anh phải gặt tay về chứ máy không gặt được cái sao? Máy nó không vào được. Thế à? Ờ thu rồi. Không bị thu. Thế là gần bê tông người ta. Thế thế nhưng mà giờ tuốt tay à hay làm sao? Ừ, máy vò. À máy vò đúng không? Vâng. Mày cứ vất vả ở đây mất đi. Rồi anh ra anh tá cái căn bệnh của con máy này cho em nghe xem là với để cho khán giả còn xem sao nào còn nó bị làm sao. Để mình chuyện làm nổ nên là nó cứ bị thổi. Có dễ nổ không? Có dễ nổ không? Vẫn còn dễ nổ. Vẫn dễ nổ. Giờ quay cái nổ ngay. Thế xong nó làm sao? Mà làm một lúc nào có khi là quay 3 cái. Nếu làm một lúc quay mấy cái không nổ. Sáng ra quay nổ ngay. Ừ. Nổ cho em xem. Rồi anh thì nổ lên xem này. Thế nó có nổ lên. Nổ lên thì nó làm sao? Anh báo là nó làm sao? Nổ lên là nó lan tay lên trên này. À nó thổi nước lên trên cái bình nước đấy gì? Nó thổi bọt lên đấy gì? Ừ, nhớt này. Đen xì. À có váng nhớt này nọ. Đấy. Đấy mình thấy đen xì. Nó lắm không đen mà giờ thì bây giờ đen này. Thế bây giờ thế này. Bây giờ vậy. Anh tháo cho em bốn con ốc này ra đi. Đấy, bốn con ốc có cái nắp nước này ra xem nó như là. Quay thì vẫn nổ nhưng mà cứ chạy một lúc là rồi là nó rồi nghỉ xong rồi quay lại nó không nổ nữa. Mà nhanh nóng máy. Có nhanh sôi không? Nhanh cạn nước. Nhanh cạn nước á. Mà nhanh sôi đúng không? Thì nó nhanh sôi thì nó nhanh cạn. Nhanh sôi thì nhanh cạn. Cái trường hợp như thế này thì các bạn thử đoán xem là nó bị làm sao nào. Nói chung là mình thì hôm qua là anh gọi điện là mình đã biết là nó bị làm sao rồi, nhưng mà có cái điều là muốn hỏi anh để cho các bạn cùng biết thôi. Thế để muốn quay cho các bạn xem là để xử lý như thế nào cái trường hợp như thế này thôi. Với lại chủ yếu là với lại cho cái đệ của mình này, đệ học viên mới này để rồi nó đấy đấy, vừa mới nổ đấy, nước vẫn còn mát lạnh thế này là sao mà đã sôi sao được đấy các bạn nhé. Nếu mà để qua đêm mà sáng ra đấy nổ lên phát mà đã sủi tăm lên như thế này, chỉ có bị thổi cái gioăng mặt quy nát ở đây này. Đấy, đệ tháo cho huynh cái hai cái bô này ra, bô xả bô hút này ra, lấy cái T13 đấy hay súng cũng được đấy. Con đệ giờ rất sướng nhá. Đệ sướng là sướng. Đấy cái trường hợp mà cứ nó mà cứ nhanh sôi nước nổ cái là đã đội nước nó rồi, khoảng là sủi tăm là nó gọi là đang bắt đầu thổi, nó bắt đầu gioăng nó bị cháy là chỉ tháo ra thay mỗi cái gioăng khuy nát là xong. Thế nhưng mà đấy là mới áp dụng với cái con máy kết nước này thôi. Còn nếu mà các bác nào mà dùng máy quạt gió nhá, là các bác phải để ý cái dây quạt gió này. Máy quạt gió đấy là phải để ý cái dây quạt gió này.
cho nó trùng quá không, và cái bu ni tăng 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 dây quạt gió đấy, xem nó có bị chết bi không. Đó, phải xử lý cái phần đấy trước, xong rồi mới đến làm gioăng. Chứ làm gioăng là nó mà những cái phần kia không xử lý được, là cái hệ thống làm mát của nó vẫn chưa được giải quyết hết thì rồi nó lại thối, cũng nó nắp gioăng vào rồi nó lại thối ra. Đó, hoặc là cái két nước rõ đấy mà nó bị thủng đấy, mà nó chảy hết nước đi đấy, là nó không đủ nước làm mát thì nó cứ nắp vào rồi nó lại thối. Đấy, chứ còn bình nước này thì quá đơn giản rồi, cái bình loại bình máy két nước này thì quá bình thường. Đây, để tháo cái con ốc này 13. Đấy. Theo sư phụ lâu chưa? Mới. Đợi này mới thôi. Mới vụ này mới bắt đầu. Đấy, con đây vặn. Còn ra đấy, để hết xuống dưới chân cũng được. Nên con đấy. Đấy các bạn nha, tháo nếu mà thay gioăng nữa, các bác nông dân tự thay của nhà mình đấy, nếu mà cái bệnh này nó có thể tự thay được. Tháo cái mặt quy nắp này ra này, tháo dàn quà ra này, đây này con ốc này 13 đây. Đấy, tháo lắp dàn quà ra, tháo mặt quy nắp này ra là tháo con ốc dầu kim này ra, cái là tháo ra thôi, thay tí xong mà. Cái này hả? Đó, đây 19 đây. Trước 19 đây. Đó. Không vặn xuống đi, vặn xuống đi, đúng rồi. Đấy, đợi vỗ tay mày. Đó đúng rồi, vỗ. Đấy. Vỗ tay cái này nó xuống. Xong rồi con dưới kia hình như là con đấy là con 16, 17. 17. Đấy, đệ rất sướng nhất cuộc đời, nhưng đi làm có người gọi là đưa cả nê từng cái vào đây này, đưa tận tay như kiểu bác sĩ to đấy, bác sĩ ấy đấy, bác sĩ chính của ca mổ đấy, là cứ chìa tay là cái nào có đệ có y tá bên ngoài để cái dao kéo lên tay chứ không phải chuyện đùa đâu. Vẫn nên thôi vặn thế rồi đấy các bạn nhé, vặn chỉ vặn nóng là ngá ra đây đó, thế rồi đó, xiết ra vào thế rồi, kệ nó thế rồi này, tháo cái này ra vào, anh cứ đi việc của anh đi. Rồi xong rồi gỡ hai cái cánh quà này ra này, cầm một cái gỡ ra đấy, để gỡ hai thế. Nó cứ đất đúng không, cứ bình tĩnh thế thôi. Đây con ốc này là con 19 rồi, đầu 19. Đây, đầu 19 đây, đâu phải dùng cái này nha các bác, phải dùng cái tay công này với lại có cái đầu vặn này nhá, chứ cần lên là không vặn được đâu. Đấy, cứ vặn 4 đấy ra, vặn lên cái đấy, vỗ là hơi mệt đấy. Đấy không thì phải dùng căn búa cho vào cho nó đoàn cho nó dài. Cho căn búa này vào. Không, con này không vỗ được, con này không vỗ được, tùy con thôi. Con này không thể vỗ được. Vỗ đau tay đấy. Thôi được rồi, cái khoa nắp ráp này thì mình không chi tiết nữa, mình chỉ khoa đến thế thôi nhá. Để mình tập trung vào hai anh em tháo cho nhanh. Xong rồi xử lý như thế nào thì các bạn chờ một tí nữa là tháo ra rồi mình sẽ chỉ cho các bạn ơi. Thì từ vừa rồi anh chủ máy nào bảo là thấy là mình hỏi thì anh bảo là cái máy này nó cũng có hiện tượng hơi yếu rồi, yếu máy rồi, thì nhân tiện là mình tháo ra này rồi mình cũng kiểm tra luôn. Và cái hơi này, hơi xi lanh này vẫn còn được các bạn, vẫn còn được, chưa có gờ mấy, thì mình tiện này mình tháo là mình thay cho anh bộ xếp măng thôi. Đấy, bên đây này bạc biên này các bạn này, rỗ hết rồi còn gì nữa.
Đó, nhìn cái bạc biên này thế này thì sao mấy mà bó bạc biên này, thấy chưa? Còn kim phun từ ngày mua máy rồi đúng không? Mua máy mới rồi. Con của anh là mua được mấy năm rồi nhỉ? 14 thì gần chục năm rồi, cái nó 8 năm. 8 năm. Nhưng mà anh nào cũng không nhiều đúng không? Ừ, cũng nhiều đấy. Tay này thì là mới nghỉ được 3 vụ này thôi. À thế là 3 vụ này là anh không làm. Không làm ít thôi. Anh đi xây đúng không? Ở phía của nhà thôi. Vâng, giờ thì ra còn là máy để làm của nhà thế này. Máy của nhà chính gói kia thì nhà thế về thế là làm chưa được một vụ, làm mới được mấy sào đã gọi thằng này sang thay kim. Cong kim nhỉ. Nó không phải là cong. À cái lần trước là thay cho bác như lần trước là cứ lần cái máy của bác lần trước là tôi mua mới tinh nhà tôi thế này. Nào. Thế ba cái của bác là thế nào? Là như kiểu là bác bố gọi cho ông hai nhỉ. Đấy. Xong thì mà gọi là từ sáng ra thì nó có nổ đúng không? Có nổ. Có nổ cứ sáng là cứ là nổ được nửa ngày thì sáng lại không nổ được. Mấy mùa mới mà đã phải mùa nhớt rồi. Là cứ phải mùa nhớt mới nổ được. Ừ. Thế gọi mình sang mình thay tới cái kim đi. Vâng. Ừ. Cong kim đi. Mẹ giờ chín đói này nó lại. Không nghĩ là mùa nó. Không máy dẹp tiền nữa. Thế là máy để nâu rồi nó kim bơm rồi nó bị kẹt, kim nó bị kẹt. À quên cho đệ nào đi, cho đệ nào, đệ xong thì đệ. Đệ lên đệ nào cái này. Quên thì mất đi. Các bạn máy nói chuyện quá làm hết việc của đệ rồi. Thế chán thì có cái bộ phận quan trọng thì mình phải để cho đệ làm đi. Đệ ra đệ làm đi, đệ làm cho khán giả cùng xem với đi. Đệ phải làm đi chứ nhỉ. Đúng rồi. Kiểu gì? Huynh lại phải gõ cái xe mang người ra cho đệ để đệ làm lại. Rồi. Lau tay sạch đi. Đây bây giờ này nhá, đợi cầm đây. Đấy. Đấy bây giờ đợi. Cài hai cái miệng này vào đây. Cài hai cái miệng vào đây đó, xong rồi tay ấn cái hai cái mép này xuống, ấn vào đây. Mỗi bên ấn một tí. Đấy. Như kiểu là bây kia ấn một tí xong sang lại sang bên đây, không ấn hai bên được, không ấn như hai bên như được. Kiểu bây còn đợi gãy là về nhá, gãy là nghỉ luôn đấy. Có mỗi cái thì đấy. Làm khó nhau rồi. Không khó, nhưng mà đúng. Còn nhốt nó ở bên dưới cùng. Cất. Cứ bình tĩnh mà làm không. Cất đừng nghĩ là đi về luôn. Được rồi, thành công rồi. Ui, đấy. Đơn giản mấy cái này. Đấy thì đơn giản. Quá đơn giản. Thì bốc phét ít thôi. Không thầy bố mày làm nên không báo thì đơn giản. Rồi xong kia còn cái gì nữa? Đơn giản thì dễ tự làm đi. Đấy bây giờ đến cái phần đóng hơi vào. Đấy bây giờ rồi tay sạch rồi nhớt có rồi gì. Bây giờ đây thì nộn ngược lại rút từ dưới rút lên. Miệng đen ở bên dưới. Cứ thả thôi. Đây là toàn nhớt thôi, vừa được bôi nhớt đen là đây là được. Đầu tiên tôi chưa biết đằng này răng nó lắm. Rồi bây giờ đấy nha. Đừng xoay cứ để này. Cứ để này mà đấy cứ để nó lên. Đó, cứ như thế này. Bằng là được cái gì? Bằng xuống quá tí nữa. Qua cái lỗ này. Giờ vào xước măng vào kiểu này nó ấy nó nhàn. Xưa, nó nhàn. Ngày xưa chúng tôi phải dùng cái như là cái nạt kìa. Điện đi. À dây thép. Dây thép nôi từng vòng một. Từng vòng một. Đúng rồi. Ừ. Mẹ vào khổ lắm. Đúng rồi. Ừ. Rồi ok. Nôi từng vòng một. Đấy. Hoặc nó có cái miếng tôn cái mỏng mỏng ấy. Miếng tôn mỏng bóp nó vào cũng được. Bóp nó vào. Ngày xưa các cái đấy rồi thế thì bắt đầu đá vào đá đây chiều qua lên trên đâu
cái chiều mũi tên này quay lên trên này thì đấy này quay lên trên với lại gióng với tay biên là có số này, đấy là xóa vào. Rồi thôi bình tĩnh, lấy cái tê đi. Đấy bây giờ thế này, bây giờ thì vẫn mới làm về cái điểm của nó đi đã. Đây này, đấy em đứng đây. Đấy đây này có cái gạch dấu này, gạch này. Đây này, đấy rồi cứ để điểm này là được này. Đấy những cái gạch số 0 này ngang với này cái ngấn bình dầu này là được này. Đấy thế này thôi. Đấy gạch số 0 này này. Thì giữ một tay giữ. Rồi một tay giữ, một tay cầm cái tên này. Đặt vào cái chỗ cái đầu mũi tên này đó để ông chuột cầm ở trên này. Đấy thật sọc phát nó vào. Đấy cái tay này thôi, còn tay kia cứ giữ. Ok, quá đẹp. Rồi, đã xong hơi. Tiếp tục đấy tiếp vào. Nữa. Đấy vào sau này tay vần minh đà, vần lên vần xuống đều được, cứ cho nó lăn đấy nó xuống theo. Tay này tay từ vần thế thôi. Đấy mà xuống đấy. Đấy. Đấy mạnh cứ đẩy mạnh xong con. Đấy đi, đấy. Sao không đẩy xuống à? Đấy. Đấy nó xuống như thế làm gì? Đây. Rồi rồi, cứ cho. Tay vẫn yếu. Yếu, tay mình yếu. Thôi chưa quen làm đấy là cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mọi việc à. Đây giờ gắn cái này đúng cái không? Chỗ này hơi chật. Rồi chỗ này nó chật nó mát. Chui vào đây cho nó mát tí cũng được. Đúng rồi. Bằng mới đúng không? Bóc cái bằng cũ ra đã. À chưa. Bóc kiểu gì? Đây anh bóc. Đây ví dụ đây nhá. Đây này các bạn xem này. Đâu rồi? Đây bạn mới đây nhá, cầm này đặt tay ngón tay này đẩy cái ra này. Đẩy này ra. Đấy. Đẩy mạnh ra. Xong rồi đặt cái kia vào. Đây nhá, có nhiều bạn hỏi mình cái hãm con ốc tay biên này không cần thiết nhá, bỏ luôn đi. Đấy, vặn 1 2 là nó tét ra thôi mà. Nên là cứ bỏ ra vặn như bình thường là được. Vặn chặt nhưng mà không chặt, không phải là nghiến răng nghiến lợi vặn là đất ốc. Vặn chặt thôi là được. Đấy ấn nó vào. Rồi ấn thôi thế là được. Bị lệch bên. Thì gõ nó xuống. Đây cái cài cái miệng này vào trước này. Cái miệng nó có cái mồm có cái gò đấy vào trước. Đằng kia là ấn xuống sau. Không cho nó xuống thẳng xuống sát luôn. Không ngóc đầu này lên. Đó cứ như thế xong ấn đầu này xuống là nó xuống. Là nó đùn lên. Đó. Thế là bằng là thôi. Còn chưa bằng thì lấy cái gì gõ nhẹ đấy là nó xuống. Con này có nào? Thôi được rồi. Đấy, có dấu, hai cái miệng có dấu ở ngoài lên trên. Cái số này lên trên đúng không? Rồi. Có số qua lên trên. Giờ lấy tay đây lên đây. Đợi phải lấy tay công đợi vặn đi, chứ đợi đừng lấy súng. ấy. Súng này chỉ dành cho bác sĩ thật thôi nhé, chứ bác sĩ giỏm là cho vặn tay cho quen đi, chứ không cứ đưa súng vào là không cảm nhận được. Mạnh lên tí nữa, đứng lên. Đấy, tầm đấy là được. Rồi, con tay biên vặn thế thôi các bạn. Tầm đấy là vừa đó, lăn bánh đà trơn tru đều là được. Nắp hậu vào. Hoàn thiện lớp 2 cái mô rồi anh nói ra thôi nhé.
nó nôi máy là nó đi. Gan lên đi. Chưa thấy dầu đánh đâu. Chưa nổ được, đã thấy dầu đánh đâu. Đấy, giờ mới thấy đánh đúng không? Nghề nhọc lắm, nghề nhọc thôi, đưa chủ máy đi. Chủ máy thì quay thì mới ra vấn đề được. Đấy, kim đánh đấy. Có mỗi cái do quy nát thôi là cái bệnh ấy thôi, là sôi máy này, có nổ, nhanh sôi nước, hao nước, nóng máy, nổ phát là sôi ngay đúng không? Đấy, giờ hết.